Ô ô ô ô, chạy không phải, chạy không phải, chạy không phải, chạy không phải. Ô ô. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, liềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn nó nổ ai nhảy rồi. Ôi giời ơi, quả MW của đại gia nào để đây thế này. Tôi chuồn chuồn đi, chúng mày ơi, chuồn đi, không ra người ta bắt đèn bây giờ đấy. Anh Tuấn, anh chính thức là bị bắt đèn rồi đấy. Mày nói cứ như kiểu là xe của mày ấy nhỉ. Thế anh nghĩ là ai có thể để được chiếc xe này trước cổng xóm trọ? Mày nói phét. Anh Tuấn, khéo là thật đấy. Một trong 7 anh người yêu của chị Thảo có một anh bán ô tô mà. Mày nói thật á? Xe này của mày thật á? Anh không tin gì. Tí nữa nha, phường mà gọi lên giải quyết á, em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lúc đấy đừng có bảo là em vô tình vô nghĩa. Mà này, anh Tuấn có biết không, cái tội cố ý phá hoại tài sản của người khác á, đền không ít đâu nha. Thậm chí còn phải đi tù đấy. Em gái của anh, ai lại làm thế với anh trai bao giờ đâu nhỉ? Thôi chị Thảo ơi, anh Tuấn cũng chỉ nhỡ thôi mà. Bình thường là anh Tuấn sẽ đâm vào thùng rác, nhưng mà hôm nay á, tại cái ô tô này đứng chắn, anh Tuấn mới đâm vào ô tô của chị đấy. Thôi, có gì chị giơ cao đánh khẽ, phạt á thì phải phạt nặng nặng vào chị ạ, cho bỏ công. Con kia, mày bình tao cái kiểu gì đấy hả? Mày bình cái kiểu thế, tốt nhất mày nín đi nhá, tao không hổ mày lại bây giờ đấy. Cũng may cho anh là bây giờ em bận đi công chuyện đấy nhá. Trước là chỗ anh em họ hàng thân thiết, thứ hai là em giàu tình thương. Biết anh không có tiền nên là thôi bây giờ như này nhá. Lên trên nhà ấy, dọn cho em cái phòng. Tí nữa về tâm trạng em mà tốt thì em tính tiếp. Đi đi. Được. Miễn là mày không bắt đền anh tiền thì mày bảo anh làm gì anh cũng nghe. Được rồi, anh lên làm cho em đi. Ok. Mày phải làm cùng tao. Em có lái xe đâm vào ô tô của chị Thảo đâu. Cái con này mày còn cãi à? Tao đâm vào xe nó, thế nhưng mà xe là xe của mày. Hôm nay tao không đâm vào thì kiểu gì mày cũng đâm vào thôi. Cho nên là mày phải dọn cùng tao nhá. Đi. Đi, không nói nhiều. Chắc dọn một loáng là xong thôi mà. Trông chị Thảo sang chảnh thế thì phòng phải sạch sẽ lắm. Các cụ bảo là đừng trông mặt mà bắt hình dong, cấm có sai. Là sao anh? Ôi, em xin rút lại những câu nói vừa nãy ạ. Anh Tuấn ơi, thế này chắc phải dọn đi kiếp sau mới xong mất. Tao khổ thế này rồi. Ôi trời ơi, đồ đạc nhiều. Trời ạ, này không biết bắt đầu từ đâu nữa. Bánh này. Ui. Anh ơi, có thực với mừng nào anh ạ. Ngon luôn anh Tuấn ạ. Lô. Em bảo, dọn phòng em thì có cái hộp bánh hết hạn rồi đấy. Vứt đi đừng có ăn nhá. Bánh ngon không mày? Ngon anh ạ. Hết hạn rồi đấy. Thật anh. Mày ăn tận hai cái hả con? Lô, Đào không ăn bánh đâu. Yên tâm nhá. Có phải lợn đâu mà ăn bánh hết hạn không biết. Không, em bảo là có cái chai nước ngọt ấy, trước nó có con rán chui vào rồi, vứt đi đừng uống. Đáng đời anh,
quả táo thường đến sớm lắm anh ạ. Anh Tuấn ơi, uống nước topping nguyên con rán anh cảm thấy như thế nào? Tiền trừ mày, mày có thích chơi tao không? Nhọn đi. Ôi giời ơi, có con rán thôi mà cũng phải nhảy dựng lên. Con rán nó mà biết nói ấy, nó bảo là ô con ế. Cùng ảnh. Anh Tuấn ơi, đồ ăn này, ăn được không nhỉ? Mày ăn thử đi nhá. Xong rồi ngày mai kiểu gì chả có thông báo là phim Đại học Du Ký cắt vai tuyến chế Linh Đan sớm hơn dự kiến. Thế thôi, em không ăn đâu. Này tao bảo, tao thấy là trong phòng con này có khá nhiều đồ ăn đấy. Thế nhưng mà cái duy nhất mà tao với mày nên ăn ấy là ăn năn hối lỗi. Ừ, rồi tốt tốt nhất là bỏ đi nhá, không có quả bánh gì hết, bỏ đây. Bỏ đây. Nhưng mà anh ơi, không có mùi thiêu, em thấy vẫn thơm lắm. Thơm cái gì mà thơm nhá, ăn vào mồm ấy mới thấy thiêu nhá. Bao nhiêu gia vị chế biến này thì làm sao mày thấy mùi thiêu được? Đành vậy, đồ ăn hết hạn thì chẳng vứt đi, toàn để nuôi rán với nuôi chuột thôi. Tóm lại ấy, là vứt đi nhá, còn hơn ăn vào xong rồi đi đi theo các cụ nữa. Ôi con Thảo nó lại gọi này. Đấy, nó lại gọi để nhắc tao về hai cái hộp đồ ăn mày vừa vứt đây này. Tao đúng là thông minh, lúc nào cũng đi trước người khác một bước. Alo, Hot đi chim. Em định gọi bảo là... Cái gì? Hai hộp đồ ăn trên bàn này, bọn tao xử lý xong rồi, yên tâm nhá, cực có tâm luôn. Rồi, thế hai cái suất đấy hai người ăn đi. Ăn xong lấy sức làm việc qua trưa, đừng có để đến tối nhá. Em về mà chưa xong là không được đâu đấy. Hai cái suất đấy là em mua suất đặc biệt đấy nhá. Cái gì? Thế nha, dọn đi. Dọn mà không xong hay là không hẳn hoi là về em bắt đền anh tiền xe thì anh ốm người đấy. Ôi giời ơi. Ôi. Anh Tuấn, sao đây anh? Chị Thảo bảo đồ ăn đi bỏ đúng không? Ừ, bỏ. Thế nhưng mà bỏ vào mồm. Đồ nó chuẩn bị cho tao với mày ăn có sức mà làm qua trưa đấy. Ôi giời ơi, béo lú rán rồi. Cầm đèn chạy trước ô tô. Em đã bảo là còn thơm lắm rồi, vẫn còn cố vứt. Anh oan lắm mà đánh em. Anh bị điên à? Anh Do à? Mày anh đây. Mày đeo này. Mày. À mày. Mày thích cái tao rồi. Mày nhờn với tao à? Em với chủ rồi. Tao á, tao dọn phòng mày sạch sẽ rồi. Con này nó toàn chơi thôi nhá. Cho nó phạt, quên, cho nó đền nửa tiền đi. Anh ấy đang nói người đó chị ạ. Toàn em làm mà chính thôi. Chị phá là giỏi. Anh. Anh biết là bao nhiêu đấy là chưa đủ đền cho mày. Thôi thì anh xin mày, cho anh giặt quần áo cho mày thêm một tuần nữa. Xong rồi coi như là hết nợ nhá. Em nhận phơi quần áo trong một tháng ạ. Không. Thôi bỏ bố rồi. Nó bắt đền tao mày rồi. Hai người ơi, hai người còn tiền không cho em vay đi, chứ em khổ quá. Con này nó phải gió sao mày? Em thấy không phải là phải gió đâu, phải bà đấy. Kéo thế đấy. Mày làm sao? Chị làm sao? Ôi giời ơi.
chuyện đến nước này rồi, em đành phải nói thật với mọi người thôi. À, chắc là lại có thêm một anh người yêu nữa đúng không? Ui giời, không sao, càng đông càng vui, có gì mà phải khóc. Hay là chị bị mất đi một anh, nhưng mà mất đi một anh, chị còn tận 6 anh cơ mà. Không sao, vẫn còn nhớ anh khác, không phải buồn chị ạ. Không phải, chuyện là cái xe ở dưới kia. À, chắc là định vay tiền bọn tao để đổi xe đúng không? Bọn tao lấy đâu ra tiền? Im! Cái thói đâu mà cứ nhảy vào mồm người ta ấy nhỉ? Có muốn em vả cho một cái không? Thì mày nói đi. Nhưng mà em nói xong rồi mọi người đừng trách em nhá. Ôi giời ơi, anh em với nhau tao trách làm cái gì? Tao tốt tính lắm, chỉ có cái loại mặt mày thôi nhá. Sượng một tí xe là quay ra trách móc rồi bắt nạt anh em. Vì là tao tốt tính nên là ai gây chuyện gì với tao, tao đều mỉm cười bỏ qua hết. Cái xe ở dưới kia kìa, không phải là xe của em. Nãy em đứng chụp ảnh quá đà, bây giờ làm xước rồi, người ta đang bắt đền em. Cái gì? Cái xe dưới kia không phải của mày á? Úi dồi ôi, thế mà mày bắt nạt tao như thế hả? Mày thích gì? Mày muốn gì? Thôi anh Tuấn ơi. Anh vừa bảo là những ai mà làm gì có lỗi với anh đều mỉm cười bỏ qua hết mà. Úi dồi ôi, tao bỏ. Thế nhưng mà là tao bỏ tù mày, tao cho qua là tao cho mày qua kiếp khác luôn đi. Thôi anh Tuấn ơi, chuyện đấy tính sau đi. Mày chị Thảo, người ta bắt đền bao nhiêu tiền à? Thì 5 triệu, nhưng mà ở đây chị có mỗi 3 triệu thôi. Thôi được rồi, em còn 1 triệu, em cho chị vay. Anh Tuấn. Ui giời ơi, mày có cất ngay cái mắt đấy đi không? Tao lôi ra tao bắn bi bây giờ đấy. Đợi cho tí. Ui, mày đúng mặt. Này, thế mày mặc cả nó chưa? Em chưa. Mày dốt, mua mớ rau còn phải mặc cả. Đây tiền to như thế, để tao nhá, bớt được đồng nào hay đồng đấy. Vâng. Anh trai, lên đây tiền cho anh mà, thế nào kéo đàn cao đông xuống đây làm gì đấy? Định giở trò à? Này, lên phường như chơi đấy nhá. Cái tội phá hoại tài sản lại còn hành hung người khác là tội lớn lắm đấy. Anh trai, em có ý đấy đâu. Em bảo này. Em bảo này. Này, đừng có bá vai bá cổ. Anh em mình đâu đến mức thân thiết như thế. Anh ơi, thực ra thì con em nó cũng chót dại, mà cũng là sự việc ngoài ý muốn. Mà em thì nhìn mặt anh cũng rất là nhân hậu. Mặt tao thế này mà mày bảo nhân hậu á? Ai ơi! Này, mày thích ấy thì chửi thẳng vào cái mặt tao này, không phải chửi đều nhá. Từ trước đến giờ ai gặp tao cũng bảo tao là mặt giặc. Thế mà mày dám bảo mặt tao mặt nhân hậu, mày tưởng nhà tao không có gương à? Mà không đôi co với chúng mày nữa, lên phường. Để em. Anh ơi, em nói thật, trông mặt anh đê tiện thật đấy. Em nhìn mặt anh nhá, em chỉ muốn á tát bên phải một phát, tát bên trái một phát, đấm vào mồm hai phát thôi. À, anh xem Thế Giới Động Vật chưa? Mặt anh nhá, anh biết cá mặt quỷ không? Giống y hệt anh luôn. Tiên sư mày, mày dám xúc phạm tao à? Anh ơi, anh tha cho bọn em. Anh đừng để người ta chửi anh là xấu người xấu cả nết. Anh ơi, anh giảm cho bọn em tiền một tí thôi. Không á, anh càng làm điều xấu nó càng hiện lên mặt anh đây á. À, tiên sư con danh à? Ôi, thằng kia! Mày! Mày ở đâu mày đến đây làm cái trò gì ấy? Mày có biết đây là đâu hả? À? Mày chết, thằng này nó máu chó lắm. Anh Hiếu ơi, đấm đi. Béo tài nữa anh ạ. Rồi. Mày sao? Chim bé. Ghê nhỉ. Con kia, làm xước xe của tao. Đền 5 triệu, không có thì lên phường. Cái gì? Xe nào? Xe này. Gì đây? B M V Lưu. Ok, nãy giờ là em đang mải thoại cái kịch bản em tập kịch trên trường. Hết thoại rồi. Anh ấy tiếp tục công việc này. Cố lên. Giờ sao? Xin nhá, bye. Anh ơi,
anh không đi ô tô về à? Không. Ồ, lấy được tiền sao có như người khác ấy nhở anh nhở? Mày lươn. Mày sang dọn phòng cho tao 1 tháng thì tao tha nhá. Không là tao cho mày ra nghĩa trang luôn đấy. Hàng tháng, mỗi tháng tiền lãi 50 nữa. Không nhỉ? Anh khôn thế. Trả khôn thì tao lại ngu như mày chắc. Chị Thảo, chị nhớ trả tiền đúng hạn cho em còn nhập linh đan nữa đấy. Đúng là cái đồ nhận vơ không biết dơ. Anh đừng ươn nạ ươn nẹo vào xe người ta như kiểu xe mình ấy. Xong rồi làm sức cả xe người ta. Ôi mọi người, làm gì đứng xếp hàng đây thế? Ô, sao xe em lại xúc như này? Ấy, nó lại nhận vơ đấy. Chị Nhung ơi, chị chụp ảnh với xe đi, em trông cho. Chủ xe vừa đi đằng kia kìa. Chỗ đấy em vừa phải đền 5 triệu, vừa nãy em làm xước đấy. Chị chụp đi cho bỏ công em đền. Mọi người đang nói cái gì vậy? Chị đừng có ngại. Chính mắt em thấy anh chủ xe ra đằng kia rồi. Chị cứ lên mà chụp, trèo hẳn lên nóc xe chụp cho bỏ ghét. Mọi người vừa phải đền tiền vì làm xước cái xe này. Đúng. Chủ xe đi đằng kia rồi. Cái con này mày làm sao thế nhở? Thích xe quá thì cứ ra mà chụp đi. Không tí thằng chủ xe nó quay lại nó đánh đi thì ngồi lên mà tiếc. Thế nhưng mà là mọi người mất tận 5 triệu. Đúng. À em hiểu rồi. Em bảo đứng gần lại em bảo cái này. Này. Chắc là nó cho bọn mình tiền hay sao. Giơ tay tí nữa. 5 triệu này. Là mày bị sao ấy, tự nhiên lên cơn đánh môn tao như con ấy. Chị Nhung ơi, gãy tay em rồi. Chị tức chồng sang đây đổ xăng bọn em hay sao đấy? Đúng rồi đấy. Bọn em bảo chị là đứng cạnh ô tô chụp ảnh, chị chả đứng đi thôi, lại đánh bọn em. Đánh cho nó khôn người ra. Mọi người nhìn xem đây là cái gì. Chìa khóa xe. Đúng rồi, mọi người nhìn nhá. Đấy, mọi người thấy cái gì không? Ôi dồi ôi. Đấy, anh thấy chưa? Ôi giời ơi, mày nhặt được cái chìa khóa này ở đâu? Mày ra để lại ngay cho thằng chủ xe nhá. Thằng chủ xe nó khó tính lắm, nó vừa đấm tao sưng mắt thế này. Mày cẩn thận không nó đấm mày mất mồi. Ôi anh, nghĩ dùng não để nghĩ đi. Tại sao xe ở đây mà chìa khóa em lại có? Chìa khóa này mày không nhặt được. Xe này mày... mày... ăn cắp. Ôi giời ơi, xe của em. Ôi, đúng hai chị em cùng gọi, tính giống y nhau nhỉ. Chị Nhung ơi, em hiểu mà, con gái ai chả thế. Nhưng mà cái bài này cũ rồi, em vừa lừa anh Tuấn xong. Cái tiền trừ mày, nói tao lại cay. Đây, đăng ký xe của em đây. Nhưng mà, tên chủ xe Trần Thị Nhung, biển số đăng ký 88A58764. Ôi ôi. Ôi chú mày ơi, thế là cái Nhung làm giả đăng ký xe. Ôi giời ơi, không thể chịu được ba người này nữa rồi. Làm gì à đây, bao biện này, chấp nhận sự thật đi nhá. Ôi giời ơi, bao nhiêu lần rồi, chấp nhận sự thật là mình đã đôi đi nhá. Thế là xe của nó thật hả chúng mày? Hơi khó tin tí. Nhưng mà mình mất toi 5 triệu rồi anh chị ạ. Ăn thì không được ăn. Tất cả là tại mày ấy. Đầu trò. Em cũng bị người ta lừa mà. Đáng đời mày. Liệu mà trả tiền cho tao nhá, mỗi tuần tao lấy lại 100. Mày thích nói nữa không? À nói nữa tao tăng tiền này. Đời thua nhà ai? Không biết người ta có phải chủ xe không? Cũng lôi tiền ra để đền. Người ta bước xuống từ xe đã đành. Đây không biết đầu đuôi như nào. Bảo đền là đền. Chỉ bắt nạt anh em trước nhà là giỏi thôi. Ra ngoài cứ như gà không đẹp hết với nhau ạ. Người ta càng học càng khôn. Anh em nhà mình càng học. Thế bao giờ nó mới chỉnh xong hả chú mày? Chắc tí là chán thôi anh ạ. Tốn cơm tốn gạo ra. Tao trông nó cũng mệt mệt rồi đấy. Chắc bọn nó lôi thêm được bọn đến lừa thêm bao nhiêu lần nữa. Nó chỉ đến bao giờ xong chú mày nhỉ? Chắc tí chị Nhung chán giờ đấy anh ạ. Trời ơi, đêm rồi đấy mọi người ơi. Đây không biết đầu đuôi như nào. Bảo đây là...